Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1989, năm 2021 Tân Sửu Nam Mạng, quý nhân giúp đỡ, sự nghiệp khởi sắc. Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị quay trở lại với kênh Phong Thủy Lộc Tài, kênh thông tin hữu ích, chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy tại Việt Nam. Quý vị thân mến, tuổi Kỷ Tỵ là người tốt bụng, nhiệt tình giúp đỡ người khác hết mình mà không mưu cầu lợi ích cho bản thân. Bên ngoài họ luôn vui vẻ, cởi mở và thân thiện. Đó là lý do tại sao tuổi Kỷ Tỵ có nhiều mối quan hệ rộng rãi và được mọi người xung quanh yêu quý. Bước sang năm 2021, tuổi Kỷ Tỵ gặp được nhiều may mắn do sự tương hợp với Thái Tuế, lại được quý nhân giúp đỡ, khiến mọi thứ dần tốt lên sau một năm ảnh hưởng do dịch bệnh. Vậy thì trong năm 2021, vận trình của nam mệnh tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 sẽ xảy ra những điều gì? Tuổi Kỷ Tỵ có gặp được quý nhân nào hay không? Trên con đường công danh và sự nghiệp có gặp phải khó khăn hay trắc trở nào không? Sức khỏe và tình duyên sẽ có những chuyển biến như thế nào trong năm 2021? Không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng đón xem vận trình tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi đến với nội dung chi tiết, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn chuông để có thể nhận được thông báo mới nhất tới từ kênh và biết thêm nhiều thông tin hữu ích hơn. Năm 2021 là năm Tân Sửu, Tỷ Họa gặp Sửu Thổ, tam sinh hợp với Kim Cục, thiên can tuổi Thái Tuế cùng với thương quan sinh tổ hợp phát tài. Cho nên tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 trong năm 2021 sẽ có vận khí cát lành ở nhiều phương diện, hứa hẹn một năm thăng hoa. Tuổi Kỷ Tỵ trong năm 2021 về mặt sự nghiệp vô cùng thuận lợi, các mối quan hệ hợp tác phát triển, cơ hội thăng tiến, tăng lương cũng vì thế mà tăng lên đáng kể. Đặc biệt là những bạn làm trong ngành kỹ thuật, bản mệnh nhờ vào tài hoa của mình có được nhiều thành công, nhân duyên cũng tốt đẹp, bạn bè giúp đỡ, quý nhân tương trợ, khiến vận thế sự nghiệp của bản mệnh ngày càng khởi sắc. Bán hợp Kim Cục sinh vượng tài lộc, lại có thiên tài và thực thần hỗ trợ mạnh mẽ cho việc làm ăn, kinh doanh, cầu tài, cả thu nhập chính và phụ đều tăng lên. Về mặt tình duyên, bản mệnh vô cùng tốt, nam mệnh có vợ thì có hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn, nhưng với bản mệnh chưa kết hôn thì tình hình nhân duyên có vẻ hơi khó khăn một chút. Bạn cần tích cực cố gắng và chủ động nhiều hơn. Để có một năm phát triển, thầy Gia Cát khuyên tuổi Kỷ Tỵ hãy đeo vòng Bát Bảo Tâm Kinh hàng ngày. Bát Bảo Tâm Kinh là một trong những pháp khí của nhà Phật sẽ giúp bạn xua đuổi hung tinh và kẻ tiểu nhân luôn rình rập hãm hại. Đồng thời vòng tay sẽ giúp bạn tăng phúc cải mệnh, tăng may mắn, chiêu tài lộc và chiêu mời quý nhân hỗ trợ, giúp đỡ bạn biến con đường sự nghiệp trở nên hanh thông, thuận lợi và thành công hơn trong năm 2021. Sở dĩ vòng có sức mạnh lớn như vậy là do kết cấu của vòng rất đặc biệt. Mặt trước là 8 pháp bảo lớn của nhà Phật, cộng thêm vòng trong cùng được khắc bộ lục tự đại minh chú. Mặt sau là bộ chú Bát Nhã Ba La, Mật Đa Tâm Kinh, kèm theo đó là hình ảnh đài sen được chạm khắc tinh tế. Cuối cùng là phần trên của vật phẩm có một bông hoa bạch liên với sức sống mãnh liệt và thuần khiết. Tất cả đều tạo nên một vật phẩm hoàn hảo giúp bạn có cuộc sống gặp nhiều điều tốt lành, tiền tài dư giả và luôn bình an. Quý vị thân mến, để có thể nắm rõ lá số tử vi năm 2021 tuổi Kỷ Tỵ nam mạng sẽ dựa vào sao hạn và các sao chiếu theo năm. Qua đó có thể kết luận về cuộc sống của bản mệnh theo 4 phương diện chính là tài lộc, công danh, gia đạo và sức khỏe. Từ đó các bạn sẽ có được cái nhìn tổng quan nhất về công việc cũng như cuộc sống của mình trong năm 2021. Xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi tiếp chương trình. Đầu tiên là về mặt sự nghiệp. Sự nghiệp năm 2021 của tuổi Kỷ Tỵ, dự báo năm mới bạn có Thái Tuế Tý Thổ gặp Tỵ Hỏa sinh tam hợp Kim Cục, thương quan phát tài. Tuổi Kỷ Tỵ nam mạng sẽ có được thăng tiến trong công việc, chức vị cũng tăng lên. Trong năm, bản mệnh sẽ có được nhiều điều may mắn và thuận lợi đối với việc hợp tác, đặc biệt bản mệnh sẽ có cơ hội phát triển sâu hơn ở các ngành kỹ thuật. Năm nay dù công việc tốt, nhưng tuổi Kỷ Tỵ nam mạng chắc chắn sẽ rất vất vả do khối lượng công việc và thời gian tăng ca tăng lên. Dù vất vả nhưng bù lại, vị thế cũng sẽ tăng.
Bên cạnh đó, nam mạng nên đề phòng tiểu nhân ở nơi làm việc và nơi công tác. Để có một năm sự nghiệp phát triển rực rỡ thì năm mệnh tuổi Kỷ Tỵ hãy đeo vòng Bát Bảo Tâm Kinh hàng ngày. Bát Bảo Tâm Kinh là một trong những pháp khí của nhà Phật sẽ giúp bạn xua đuổi hung tinh, kẻ tiểu nhân luôn rình rập hãm hại và chiêu mời quý nhân hỗ trợ, giúp đỡ con đường sự nghiệp của bạn trở nên thuận lợi và thành công hơn trong năm 2021. Thứ hai là về mặt tài lộc. Bán hợp kim cục thúc đẩy tài khí vượng, hỗ trợ rất lớn về mặt tài lộc, tiền bạc trong năm 2021 cho tuổi Kỷ Tỵ. Cặp kim sinh tài lại có thiên tài cát thần tương hỗ, làm ăn kinh doanh phát đạt, làm nhiều hưởng nhiều, tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh. Tài vận tương đối tốt cho nên các hạng mục hợp tác sẽ có được thuận lợi và may mắn với nhiều thu hoạch. Ngoài ra, bản mệnh cũng cần đề phòng bạn bè mượn tiền hay các mối quan hệ xã giao sẽ khiến bạn tiêu pha hoang phí, mất đi lợi ích. Tuy nhiên, đừng thấy tài phát triển mà năm mệnh tuổi Kỷ Tỵ lại tiêu xài hoang phí. Bản mệnh nên đề phòng rủi ro, việc tiêu xài cũng nên chú ý. Đặc biệt là với các nam mệnh độc thân lại càng không được ăn tiêu quá đà, gây ảnh hưởng tới tài chính. Để có thể thuận lợi gặp may mắn trong đầu tư, kinh doanh và phát triển sự nghiệp, Thầy Gia Cát khuyên con giáp này hãy mang theo pháp khí Bát Bảo Tâm Kinh. Ngoài mang lại may mắn, vòng còn giúp xua đuổi tà khí và chiêu mời quý nhân tương trợ cho bạn trong năm 2021. Thứ ba là về mặt tình cảm, gia đạo. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ năm 2021 vẫn chưa gặp được vận đào hoa của mình, cho nên người độc thân có thể sẽ còn cô đơn theo một thời gian nữa. Trong tình cảm, bản mệnh nên chịu khó chủ động hơn trong tình cảm để có thể có nhiều mối quan hệ dễ phát triển hơn. Đồng thời, bản mệnh nên thay đổi bản thân nhiều hơn thì mới có thể thu hút được các mối quan hệ mới. Đối với nam mệnh đã kết hôn, năm nay vợ chồng hạnh phúc cũng có thể sẽ có niềm vui từ con cái. Đây chính là sợi dây gắn kết tình cảm giữa hai vợ chồng, cũng chính là món quà trong chuyện tình cảm của tuổi Kỷ Tỵ nam mạng. Để có thể cải vận tình duyên, Thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy đeo vòng tay tam giác khai vận Tỵ Dậu Sửu hàng ngày. Khi mang theo bên mình, vòng tay sẽ giúp bản mệnh kích hoạt tình duyên và vận đào hoa của bạn trong năm. Vòng tay còn giúp xua tan mâu thuẫn, tình cảm vợ chồng ngày càng khăng khít và bền chặt hơn. Đồng thời mong rằng năm 2021, những người độc thân sẽ sớm tìm được nửa kia của mình. Thứ tư là về mặt sức khỏe. Trong năm 2021, nam mệnh Kỷ Tỵ nhận được sự che chở của tam hợp quý nhân. Xét về tổng thể, sức khỏe tuổi Tỵ bình ổn, thể trạng tốt. Tuy nhiên, trong năm Tân Sửu, bản mệnh khó tránh được lúc đau yếu, bệnh tật mệt mỏi kéo dài. Ngoài ra, trong năm còn có Bạch Hổ hung tinh rình rập, dự báo là sẽ gặp phải tai họa ngầm. Thái tuế thay đổi, làm tổn thương ngũ hành hỏa, khiến cho bản mệnh bị ảnh hưởng. Cho nên khi đi ra ngoài, bản mệnh nên chú ý giao thông, sẽ xảy ra tai nạn bất ngờ. Tuy nhiên, chỉ tránh được một phần, sẽ khó thoát khỏi tai ương xuất hiện trong năm. Bởi vậy, bản mệnh hãy sử dụng vòng tay tam giác khai vận Tỵ Dậu Sửu. Với năng lực tam hợp khí, sẽ giúp bản mệnh đả thông năng lượng, ngưng tụ thiên địa nhân khí, cân bằng ngũ hành, giúp bản mệnh có một sức khỏe tốt hơn. Đồng thời, khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên mình, vòng tay sẽ như một tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những hung tinh, thị phi và những họa ngầm trong những chuyến đi, tránh va chạm đụng độ không đáng có. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo, kênh Phong Thủy Lộc Tài xin chia sẻ sao hạn của tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 nam mạng trong năm 2021 để giúp các bạn có cái nhìn tổng quan nhất và tìm được cách giải quyết phù hợp. Xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi tiếp chương trình. Đầu tiên là vận hạn năm 2021 của tuổi Kỷ Tỵ nam mạng. Năm 2021, nam mạng tuổi Kỷ Tỵ sẽ gặp hạn thiên la. Người xưa thường nói rằng gặp thiên la cảnh phòng ly cách phu thê, nhẫn nhị để gia đình êm ấm. Chớ nên ghen tuông, to tiếng, kẻo chuyện bé xé ra to, tâm luôn không yên, lo lắng mọi điều. Hạn thiên la là một trong hệ thống 8 hạn luân phiên theo năm đối với các tuổi. Nếu năm gặp hạn thiên la này, sức khỏe và tâm lý của tương số không được ổn định. Khi gặp phải hạn thiên la sẽ khiến tâm lý bất an, quỷ ma quấy phá, bệnh kỳ quái. Hiểu một cách cụ thể thì bệnh này chủ yếu về góc độ tinh thần, trí não, tâm lý đương số có thể gặp các chứng trầm cảm, lo âu thái quá, cảm giác không được yên tâm, an toàn, thường nóng ruột, tinh thần thiếu tập trung, bồn chồn. Nhiều người có thể mất ngủ về đêm, thường mơ thấy ác mộng.
Có một số sách khác ghi chép thêm, khi gặp Hạn Thiên La, vợ chồng thường mâu thuẫn bất hòa, cãi vã, gia đạo lục đục trắc trở, thường xảy ra ghen tuông, lời qua tiếng lại, khiến chuyện nhỏ hóa lớn, dẫn tới cảnh vợ chồng sang cách, ly dị. Thế nên cả hai cần nhẫn nhịn, thấu hiểu nhau, như vậy mới có được hạnh phúc. Thiên La được hiểu là lưới trời. Sao Thiên La luôn được an định tại cung thiên, cùng với địa võng, sau này chỉ hệ thống luân lý, cương thường, đạo đức và luật pháp, nội quy, quy tắc ràng buộc con người, khiến mọi người phải tuân thủ chấp hành. Đối với sao Thiên La này, nếu vi phạm làm trái, vượt qua cương thường sẽ gặp rắc rối đến liền, nhẹ thì mang tiếng xấu, bị hiểu lầm cãi cọ, bị dư luận xã hội lên án, phê phán đả kích, nặng thì dây dưa kiện cáo, thậm chí chịu các mức án phạt theo quy định của nhà nước, cơ quan, tổ chức và đơn vị. Thứ hai là sao chiếu mệnh năm 2021 của tuổi Kỷ Tỵ Nam Mạng. Tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 Nam Mạng, trong năm 2020 là 32 tuổi, bị sao Vân Hớn chiếu mệnh. Người xưa thường nói rằng, nếu bị dính phải sao Vân Hớn, mỗi tháng vào ngày 29 âm lịch, dùng 15 đèn cầy, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang, quay mặt về hướng chính Nam mà khấn vái, Nam Phương Binh, Đinh Hỏa, Đức Tinh Quân, thì sẽ được nhẹ bớt phần nào. Vừa rồi, quý vị và các bạn đã lắng nghe bài phân tích về tử vi năm 2021 của tuổi Kỷ Tỵ Nam Mạng. Để cập nhật được nhiều hơn về thông tin tuổi của mình và những năm tiếp theo về sức khỏe, gia đạo, công danh, sự nghiệp, quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những thông tin mới nhất về vận trình của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.